Xin chào mừng các bạn đã đến với kênh của Jay kể chuyện, và tôi là Jay. Hôm nay, chúng ta sẽ đến với tập đầu tiên trong loạt series phân tích lore về những tộc bài trong Yu-Gi-Oh! Và rất hy vọng bạn sẽ thích và ủng hộ cho series này. Và trong video này, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá đến vũ trụ của tộc bài Rhydron và có thể là những thứ liên quan đến nó. Một điều chú ý, những nội dung mà bạn sẽ nghe được tôi lấy thông tin từ cuốn Valuable Book AS2 của Konami, Yukipedia, và sẽ có những thêm thắt để khiến câu chuyện thú vị hơn. Và không cần phải nói nhiều, chúng ta bắt đầu nhé. Bên ngoài vũ trụ rộng lớn kia là những mảng không gian dài đến vô tận và vô vàn những điều bí ẩn mà chưa một ai có thể khám phá ra. Trong số đó, tồn tại những thực thể với sức mạnh hủy diệt đủ làm phủng ngát những viên thiên thạch khổng lồ, những sinh vật máy móc mang trong mình ý thức của sự sống, Rhydron, những thiên thể đến từ các vì sao. Về bản chất, chúng là những cỗ máy mang hình dáng của những con rồng. Chúng có khả năng bay xuyên qua các mảng không gian bên ngoài vũ trụ, tựa như những ngôi sao băng trên bầu trời. Có vài kẻ cho rằng những con rồng này đến từ các chùm sao Raco trong vũ trụ, hoặc có thể nó chính là hiện thân của những chùm sao đó. Nhưng trùng hợp thay, nguồn năng lượng chính khiến cho các Rhydron tồn tại chính là ánh sáng của các vì sao. Với mỗi cỗ máy đều có một lõi năng lượng được lắp riêng trên cơ thể, được gọi là Celestial Global. Quá trình khi chúng hấp thụ ánh sáng được gọi là Rhydron Eclipse. Tên gọi này tương tự với hiện tượng nhật thực trong vũ trụ của chúng ta. Phải chăng đó là thời điểm mà các vì sao tỏa sáng nhất? Và mỗi lõi năng lượng, nó mang nhiệm vụ hấp thụ và tích tụ những nguồn ánh sáng từ bên ngoài, làm năng lượng cho các Rhydron. Và lõi càng sáng thì năng lượng càng dồi dào. Tên của mỗi Rhydron được dựa trên các ngôi sao trong chùm sao Raco, cũng như thứ sức mạnh mà mỗi cá thể có được. Chúng ta có Alpha Thoban, một con rồng mang lõi năng lượng ở đuôi, với vũ khí cận chiến là hai thanh kiếm trên tay. Sức mạnh của nó đủ bén để có thể chém đứt tất cả mọi thứ trước mặt. Rhydron Beta Rastaban có thân hình nhỏ gọn, và trên tay là một cây súng laser. Nó cực kỳ cơ động trong chiến đấu và có thể bắn xa cả ngàn cây số. Rhydron Zeta Ahibak đóng vai trò là lá chắn khi chiến đấu. Chiếc khiên trên tay của nó đủ cứng để có thể chặn được mọi đòn tấn công từ kẻ thù. Ngoài ra, chúng ta còn có các Rhydron khác như Rhydron Gamma Eltanin và Rhydron Delta Altas. Và khác với những Rhydron khác, Rhydron Fafnir đến từ một ngôi sao khổng lồ trong chùm sao Raco, được gọi là 42 Raconis. Điều đặc biệt là Fafnir cũng là một chiến hạm cực kỳ to lớn, và dường như nó to gấp 10 lần các Rhydron khác. Rhydron Fafnir nó đóng vai trò là căn cứ của các Rhydron. Hai bên cánh của nó là những căn phòng có thể giải phóng các Rhydron khác để chiến đấu với kẻ thù. Ngoài ra, trong trường hợp khẩn cấp, nó có thể chuyển sang dạng chiến đấu để quét sạch quân địch nếu cần thiết. Với hai khẩu pháo to lớn mang trên người, nó đủ uy lực để tiễn toàn bộ quân địch trước mắt về với cát bụi. Và cuối cùng là những thực thể quyền năng nhất, nhân tên chiến hạm mạnh mẽ. Đó là khi các lỗ năng lượng của các Rhydron được khuếch đại đến mức tối đa. Sự khuếch đại này khiến cho chúng dần cộng hưởng với nhau, tạo ra các trận mưa sao băng khổng lồ. Và trong sự hỗn loạn đó, những thực thể Rhydron mới vô cùng mạnh mẽ sẽ xuất hiện, hay còn được gọi là các Meteonis. Meteonis đầu tiên là Rhydron Meteonis Quadrantis, với hai đôi cánh được gắn hai bên tay, cho phép nó tạo ra những tia laser xung kích bao bọc xung quanh. Và điều đặc biệt, Quadrantis và Rhydron có tốc độ nhanh nhất ở thời điểm hiện tại. Tốc độ của nó được ví nhanh bằng tốc độ của hai trận mưa sao băng liên tiếp. Và tiếp theo, Rhydron Meteonis Fraconis là một trong những thực thể mạnh nhất và quyền năng nhất của Rhydron ở thời điểm hiện tại. Rhydronis là sự tiến hóa của Alpha Thoban bằng cách hấp thụ sức mạnh của các Rhydron khác. Nó có một tốc độ khá khiêm tốn, nhưng sức hủy diệt của nó là vô cùng khủng khiếp, cùng với đó là vô số vũ khí hạng nặng trên cơ thể. Chiêu thức độc quyền của Rhydronis là Meteor Shower. Bằng cách dùng tất cả vũ khí trên cơ thể, Rhydronis sẽ bắn ra hàng ngàn viên đạn về phía kẻ thù, tự như một trận mưa sao băng khổng lồ, lấp lánh, đẹp đẽ. Nhưng nó đủ khả năng hủy diệt tất cả những gì trước mắt. Và đó là tất cả những gì về truyền thuyết của các Rhydron mà tôi biết. Nếu bạn có thắc mắc gì, hãy để lại ở phần comment nhé. Và đừng quên follow kênh để theo dõi những video tiếp theo. Hẹn gặp lại các bạn.